Sabanakaluvayam padanta dhamma sabanakaluvayam padanta arahang samma sambuddho bhagavaputthang bhagavantang vivadimi svakato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatipanno bhagavato savaka sangho sanghanamami. Đệ tử xin thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán Chánh Đẳng Giác là thầy của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin thành kính đại lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn giáo thuyết có công năng hướng thượng. Đệ tử xin thành kính đại lễ chúng tinh văn đệ tử Thế Tôn bậc thiện hạnh là phương điện vô thượng ở đời. Nguyện hồng ân tam bảo xin hộ trì đến toàn thể chư tu nữ và chư thiện nam tín nữ có mặt, mong cho tất cả đường sẽ vui tiến hóa và thành tựu phước báo viên mãn năm vô bụng sơ thực công minh phật. Sa thú lành thai. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày dân y cái thi ná tại chùa Phước Quang, Quy Nhơn, Bình Định, và cũng như mỗi năm thì đại chúng trụ trì mời chúng tôi cùng với chư tăng ra chứng minh cuộc lễ và thuyết pháp cho hội chúng. Hôm nay rất là quan hỷ là vì cũng có những đoàn Phật tử từ thành phố Hồ Chí Minh và Phật tử ở Đồng Nai, Biên Hòa cũng đi đến đây để tham dự cuộc lễ dân y Cá Thí Ná. Một ngôi chùa ở vùng xa xôi hẻo lánh, nhưng mà vì đại đức trụ trì có cái tâm để duy trì cái ngôi tam bảo tại đây và hướng dẫn cho Phật tử địa phương tu tập, chịu khó chịu cực gắn bó ở nơi này trải qua nhiều năm, và vì vậy chư tăng cũng thương tưởng và Phật tử cũng có cái sự quý trọng. Cho nên quý vị thấy trước đây đó, cái ngôi chùa Phước Quang này thì không có được đông đúc như thế này. Ngày xưa mà năm 91 chúng tôi theo Hòa Thượng Hậu Chơn ra để kiết giới Si Ma cái chùa này, rồi lúc đó Phật tử địa phương còn thưa thớt lắm, bờ đường xa xa xôi cho nên Phật tử thành phố Hồ Chí Minh cũng ít có đi. Nhưng trong mấy năm nay thì Phật tử đi đến cũng khá đông. Thời pháp hôm nay đó, nhân cái dịp mà sư ra đây để cùng với chư tăng chứng minh về dự lễ dân y Cá Thí Ná, sư có vài điều để chia sẻ với quý vị về Phật pháp. Kính thưa quý vị, Phật tử chúng ta đi làm phước đó, mục đích là chúng ta mong được thành tựu cái phước báo, đem lại cái sự an vui. Nhất là các Phật tử chúng ta trong cái hoàn cảnh cuộc sống khó khăn, chúng ta làm phước mục đích là để nhờ cái phước báo đó mà đem lại cái sự thành lợi. Nhưng mà nghiệp mà chúng ta làm đó
nó có bốn trường hợp là trong cái thời buổi bây giờ chúng ta cúng dường đến chư tăng chỉ là những vị phàm nhân chứ không phải là bậc thánh, cái hội chúng bậc thánh như thời Đức Phật, nhất là cúng dường cho vị A-la-hán thì nó phát sinh cái gọi là đi thăm mắt quê đi ra cầm mắt, tức là hiểu báo nghiệp là quả báo nhãn tiền, quả báo tại ngay tại đây. Làm phước cúng dường cho ngày buổi sáng thì buổi chiều là phát sanh phước rồi. Hồi sáng còn là người nghèo mà chiều trở thành tỷ phú, trở thành Mahesati đại trưởng giả. Còn cái thời buổi bây giờ đó, khi mà chúng ta làm phước đó, chúng ta không mong được cái hiện báo nghiệp đâu, mà chúng ta chỉ chờ đợi cái sanh báo nghiệp Upapaccha Vedani Yakamma là sanh báo nghiệp thôi. Tức là cái nghiệp lành này chúng ta làm hôm nay đó, chúng ta chịu khó chịu cực giống như chúng ta bỏ ống vậy đó, đến chừng sau khi chúng ta bệnh chung tái sanh ở cảnh giới khác thì chúng ta mới hưởng được hưởng quả phước. Tuy nhiên cái sanh báo nghiệp cũng không phải là dễ phát sanh được. Vì sao vậy? Nếu như mà chúng ta duy trì cái tâm quan hỷ, cái điều thiện mà chúng ta làm hôm nay, chúng ta duy trì cái tâm thiện đó cho đến giờ phút chúng ta lâm chung đó, và chúng ta vẫn còn quan hỷ với cái phước làm trong ngày hôm nay đó, thì nó mới đưa đến cái sanh báo nghiệp là sau khi chúng ta chết, chính cái nghiệp này nó sẽ đưa đến cái quả vị thục tái sanh về cảnh giới an vui. Nhưng mà bây giờ chúng ta chỉ còn duy nhất có một cái loại nghiệp gọi là Aparapara Venani Yakama là hậu báo nghiệp, tức là từ đời thứ ba trở đi trong suốt dòng sanh tử luân hồi về sau đó, cho đến khi nào mà chúng ta đắc đạo quả Niết Bàn, thì trong khoảng thời gian luân hồi sanh tử dài như vậy đó, thì những cái nghiệp này nó mới trổ quả. Sư nói trước như vậy để cho các Phật tử chúng ta đừng có quá kỳ vọng cái phước mà mình làm hôm nay chiều nó sẽ trổ quả cho chúng ta trúng số hay là được lụm được cục vàng, không phải đó. Khó lắm chúng mình. Thế thì bây giờ người Phật tử chúng ta cái cuộc sống như để như thế nào mà chúng ta có sự an lạc? Bây giờ chúng ta một mặt thì chúng ta làm phước giống như là chúng ta bỏ ống vậy đó. Nhưng một mặt khác thì chúng ta phải có cách sống, chúng ta phải hiểu như thế này. Bài pháp hôm nay sư muốn nhấn mạnh về bốn điểm quan trọng mà giúp cho cái đời sống chúng ta nó được an vui. Trong Pháp Cú Kinh, Đức Phật Ngài có dạy Arogya Paramalapha Santuti Paramang Thạch Năng Vissasa Paramanyati Nipana Paramang Sukhang. Vô bệnh lợi đắc nhất, tri túc giàu có nhất, thân tính là quý thuộc nhất, và Niết Bàn là an lạc nhất. Bây giờ người Phật tử chúng ta nên hiểu như thế này. Thôi thì bây giờ mình làm phước mà để dành đi, giống như khi mà chúng ta có tiền đó, chúng ta bỏ ống, cái tiền đó chúng ta không cần xài tới. Tiền lương thì chúng ta để cất đó, chúng ta gửi ngân hàng để dài dài đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta buôn bán nhỏ lẻ, để chúng ta lấy cái tiền nhỏ lẻ đó và chúng ta đắp đổi qua ngày, chờ cho đến khi mà cái số tiền ở trong ngân hàng mà lớn lúc bây giờ là chúng ta mới lấy ra chúng ta xài một lần, để mà chúng ta xây nhà cửa hay là chúng ta tậu đất vườn vân vân cũng vậy. Bây giờ người Phật tử chúng ta ngay trong hiện tại mà chúng ta muốn có cái sự an vui đó,
Thì trước tiên là chúng ta phải giữ cho mình một cái tình trạng gọi là vô bệnh aroya. Tại sao vậy? Ở đây thưa quý vị, cho dù một người có tiền bạc, dầu giàu, có tài sản, nhưng mà người đó mang cái thân bệnh thì người đó sẽ không có được hạnh phúc gì. Bởi vì có tiền mà thân bị bệnh hoạn thì cái tiền đó cũng chỉ để cho chúng ta đi trị bệnh thôi. Đổ tiền vào ở trong cái việc mà trị bệnh thì chúng ta không có hưởng được cái sự an vui hạnh phúc. Cho nên Đức Phật này nói rằng là Aroya Parama Roga Lapha. Làm sao ở trong cái cuộc sống này chúng ta khỏe là được rồi. Cho nên đó, người Phật tử chúng ta trong đời sống này chúng ta phải chú ý một điều là chúng ta muốn có cái cuộc sống được vô bệnh, được thiểu bệnh. Một là chúng ta phải sinh hoạt bốn quay y cho nó điều hòa, có đi, có đứng, có nằm, có ngồi. Người ta có cái quan niệm là phải tập thể dục, tập dưỡng sinh. Nhưng mà tối ngày chúng ta cứ nô lệ cho cái việc mà chúng ta tập thể dục, tập dưỡng sinh đó thưa quý vị. Cho đến một lúc nào đó chúng ta hết tập nữa thì lúc bây giờ cơ thể nó suy. Do đó chi bằng chúng ta giữ bốn quân y, một ngày chúng ta có đi, chúng ta có đứng, chúng ta có nằm, chúng ta có ngồi. Thì khi mà có đi, có đứng, có nằm, có ngồi như vậy đó thì cơ thể nó khỏe. Cái thứ hai nữa là khi mà chúng ta làm việc gì, chúng ta phải làm việc hợp thời. Sau khi ăn xong chúng ta phải làm việc gì cho hợp thời. Rồi sau khi chúng ta ngủ thức dậy vào buổi sáng chúng ta phải làm cái gì nó hợp thời, đúng lúc. Rồi chiều tối khi mặt trời sập tối rồi đó, chúng ta làm cái gì nó hợp thời. Thì như vậy cơ thể của chúng ta nó sẽ được khỏe. Còn mà những người lo làm cái công việc mà vừa ăn xong là phải làm việc liền thì sau đó nó sinh bệnh, vâng vâng. Thì trong trường hợp này đó, người Phật tử chúng ta phải hiểu rằng là chúng ta phải làm việc hợp thời thì nó mới ít có bệnh. Thứ ba nữa là chúng ta phải biết tiết độ trong cái việc ẩm thực, tức là trong cái việc mà chúng ta ăn uống, chúng ta phải làm sao ăn những món ăn gì mà cho nó thích hợp với cái cơ địa của mình. Rồi chúng ta ăn đừng có quá no, chúng ta ăn đừng có quá độ, và những cái thức ăn gì không cần thiết để bổ sung cho cơ thể thì chúng ta đừng có ăn. Thì như vậy là chúng ta hạn chế cái sự bệnh tật. Người ta nói cái câu mà họa tùng khẩu xuất, bệnh tùng khẩu nhập. Cũng cái miệng chúng ta thôi, mà miệng nói ra đó thì phải uống lưỡi 7 lần chứ thôi là chúng ta mang tai họa do cái lời nói. Còn khi mà chúng ta nhập khẩu á, chúng ta ăn vào á, thì chúng ta phải lựa, chúng ta phải lấy những cái thức ăn nào mà cho nó dễ tiêu hóa, nó hợp với cơ địa mình và nó không có, chúng ta không có ăn quá no. Đức vua Vasenadi, vua Ba Tư Nặc nước Kosala, vì là một vị vua cho nên người ta cung phụng thức ăn mỗi buổi sáng, rồi giữa buổi, rồi buổi trưa, rồi xế, rồi buổi chiều, rồi buổi tối, ăn liên tục như vậy. Ăn xong rồi chưa kịp tiêu hóa là đã ăn thêm cái thứ khác vào. Cho nên vua lúc nào cơ thể cũng giả dượi, cũng buồn ngủ, cũng mệt mỏi. Một lần nọ Đức vua Vasenadi đi đến Đức Phật
sau khi ăn điểm tâm sáng xong, vua trong cái tình trạng bị mệt mỏi uể oải, Đức vua đi đến Đức Phật, ngài mới hỏi rằng: Đại vương làm gì mà mệt mỏi như vậy? Sao không nghỉ mà lại đi đến đây? Thì vua nói: Bạch Thế Tôn, con thường hay bị vậy, sau khi ăn xong thì con buồn ngủ, giả dự, mệt mỏi. Bây giờ con cơ thể con cảm thấy nặng nề lắm. Thì Đức Phật ngài trước hết là ngài cảnh báo, sau đó ngài dạy một bài kệ khuyến khích. Ngài cảnh báo rằng người ăn chỉ ưa ăn ưa ngủ, nằm lăn lóc qua lại như heo đường vỗ béo, kẻ ngu nhập thai mãi. Tức là khi mình ăn uống mình nằm vật vựa đó, thì mình không có làm được gì vậy, không tu tập được gì hết. Thì do đó cho nên bây giờ chúng ta lớn cái thể xác, nhưng mà cái trí não của chúng ta nó không có lớn, không có phát triển. Và do đó khi mà chúng ta bệnh chung, chúng ta chết, chúng ta phải tái sanh trở đi trở lại hoài. Cho nên Đức Phật ngài khuyến cáo. Rồi ngài mới dạy cho một bài kệ: những người có chánh niệm khi ăn biết tiết độ, ăn ít cảm thọ nhẹ, già chậm tuổi thọ dài. Thì vua Vasenadi ông xây qua cái hoàng điện, là người cháu khi bằng chú của vua tên là Sudarsana, mới nói rằng: này hoàng điện, hoàng điện hãy học thuộc lòng bài kệ này. Rồi mỗi về mà hả, khi mà về, mỗi khi mà cẩm sắp tới giờ ăn đó, ăn được nửa buổi thì hoàng điện hãy đọc lên bài kệ đó. Từ đó về sau đó, hoàng điện Sudarsana chỉ có một phần sự là cứ đứng hầu cho Đức vua ăn. Thấy vua ăn được nửa buổi, ngâm lên bài kệ đó của Đức Thế Tôn dạy, ông vua không nghe vậy, ông tiết chế, ông không ăn nữa, ăn cái bụng lưng lưng thôi. Mà nhờ như vậy mà Đức vua cảm thấy nhẹ người, khỏe khoắn, linh hoạt. Và Đức vua đã đi đến đảnh lễ Đức Phật và tán thán Đức Thế Tôn là bậc đã đem đến sự an lạc cho chúng sanh. Cho nên ở đây đó, người Phật tử chúng ta phải biết rằng khi mà chúng ta ăn, chúng ta uống, vì do cái thức ăn thức uống của chúng ta đó, nó sẽ làm cho cơ thể này nặng nề, bệnh tật. Đó là một lý do chúng ta cần phải điều tiết cái thức ăn thức uống. Chứ đừng có hễ hở một chút đó, thấy mình bệnh cái lật đật đi đến chùa thỉnh chư tăng, hay là thỉnh chư tăng về nhà để tụng kinh cầu an, là vì con bệnh quá cho nên thỉnh chư tăng tụng kinh cầu an cho con hết bệnh. Thưa quý vị, người Phật tử chúng ta nên có một cái chánh tri kiến một chút. Chúng ta bị bệnh là do cái gì? Chúng ta phải tìm hiểu nguyên nhân. Nếu mà bệnh do nghiệp á, thì chúng ta mới tạo phước để mà chúng ta chú nguyện cho nó giải tỏa cái ác nghiệp đó đi. Còn nếu mà bệnh mà do nghiệp á, thì chúng ta mới giải tỏa. Còn nếu mà bệnh mà do thức ăn, chúng ta phải chỉnh đốn lại thức ăn. Mà bệnh do thời tiết thì chúng ta phải sắp xếp như thế nào để mà chúng ta được trong cái thời tiết tốt. Mà bệnh do cái chỗ ở, do tâm phiền não thì chúng ta phải giải quyết một cách khác nữa. Cho nên ở đây các Phật tử chúng ta phải nhớ, nhưng mà ở trong cuộc sống chúng ta đừng có mãi lo làm giàu kiếm tiền mà chúng ta quên đi cái sức khỏe của mình. Vì sức khỏe nó cần thiết lắm. Có sức khỏe là chúng ta mới lợi ích được trong cái việc mà chúng ta tu tập. Thứ hai đó là Đức Phật đã dạy rằng Santuti Paramanthanang, tức là tri túc là giàu có nhất. Tri túc có nghĩa là biết đủ. Chữ Santo Sát đồng nghĩa với
cái chữ Santuti. Santuti đồng nghĩa với Santusa, có nghĩa là tri túc. Một người sống mà biết an phận thủ thường và biết vừa đủ với những gì mình đã có, thì người đó không có bận lo toan, và người này sống được hạnh phúc, được an lạc. Vì khi mà chúng ta không có sự trí túc trong cuộc sống, dù chúng ta có tiền cỡ nào đi nữa, chúng ta cũng không bao giờ biết đủ. Cho nên Đức Phật mới dạy cái câu là Uno Loko Tito Tanha Daso, đời tức là chúng sanh đó, chúng sanh luôn luôn là thiếu thốn, không thỏa mãn, và suốt cuộc đời là nô lệ cho tham ái. Có những người thưa quý vị không biết họ giàu để làm cái gì, mà cái chuyện mà sống để được an lạc, họ không dám có cái thời gian để ăn, để ngủ, không có cái thời gian để mà đi chùa, để mà tham thiền, để mà giữ giới, để mà làm phước bố thí. Khuyên họ đi chùa làm phước, họ tu tập hành thiền, họ nói con không rảnh, bởi vì công việc của con phải làm kiếm tiền. Chừng nào giàu có rồi đó, lúc đó mới tu. Nhưng mà đến trường họ giàu được bao nhiêu đây, cái họ thấy người khác giàu hơn, cái họ ráng, ráng, họ cứ nô lệ tham ái cho đến khi mà họ chết mà thôi. Như vậy thì suốt cuộc đời của họ, dẫu cho có tiền bạc bao nhiêu, họ cũng gọi là nghèo. Cũng như một nhà hiền triết sống rất là thanh đạm, một ngày khác thì chỉ cần ra cái phong tên nước công cộng đó mà uống, rồi đói đó thì ghé vô cái tiệm bánh mì đó mua khúc bánh mì ăn no vậy thôi. Nhưng mà lúc nào vị hiền triết đó cũng là vui tươi, cũng là thoải mái, cái người ta mới suy nghĩ rằng cái nhà, cái vị hiền triết này chắc có lẽ là nhà giàu lắm, cho nên không thấy bận lo lắng cái gì hết. Mới hỏi thưa ngài, chắc có lẽ là ngài giàu lắm. Nhà hiền triết mới trả lời rằng phải, thiên hạ đều nghèo, có mình tôi giàu thôi. Người ta nghèo dù rừng tiền biển bạc, thân tôi nghèo, thân tôi giàu tuy túi rỗng lưng không. Nghĩa là túi rỗng lưng không, có gì hết, không có đồng nào hết, nhưng mà lúc nào cũng cảm thấy giàu là tại vì sống tri túc, biết đủ. Cho nên Đức Phật này mới dạy các vị tỳ kheo đó, là trong đời sống của các vị tỳ kheo nên dành nhiều thời gian để mà pháp học hoặc là pháp hành. Pháp học tức là nghiên cứu, học thuộc lòng kinh điển. Còn pháp hành đó là phải do thiền định, thiền chỉ hay thiền quán. Chứ đừng có chạy theo cái danh cái lợi, lo kiếm cái danh, lo kiếm cái lợi lộc, thì như vậy là cứ nô lệ cho tâm ái. Bởi vì Đức Phật nào dạy rằng vị tỳ kheo có ba cái thứ tri túc, mà người con Phật tử chúng ta cũng nên có ba cách tri túc như vậy. Thứ nhất gọi là Yat Tha Là Phát Santosa, tức là phải biết đủ với cái gì mà nó phát sanh cho mình. Thí dụ bây giờ thế này, một ngày mà chúng ta kiếm được 300 ngàn, thì chúng ta tri túc thì chúng ta nghĩ rằng hôm nay ta được 300 ngàn là nó đủ sở hữu cho mình. Nhưng mà chúng ta không có tri túc, chúng ta nghĩ rằng hôm nay chỉ có được 300 ngàn thôi, chỉ có 300 ngàn thôi, là chúng ta cảm thấy thiếu. Vì do đó cho nên lúc nào chúng ta cũng cảm thấy là nó thiếu hụt. Còn khi mà chúng ta thích hợp với những gì đã phát sanh thì đủ. Vị tỳ kheo cũng vậy, Đức Phật ngài dạy là vị tỳ kheo sống với tam bi quả bát. Thành ra vị đó tri túc với tâm y,
mặc chừng nào nó rách thì lúc bây giờ con Phật tử có dương bộ khác, có cúng dường bộ y khác thì lấy về mặc, thì như vậy khỏi bận rộn. Còn y áo Phật tử dương cúng dường nhiều quá đó, một bộ thì để mặc đi ra ngoài đường, một bộ mặc để đi ăn, một bộ mặc để đi tụng kinh, đi đám vân vân, thì như vậy đó là vị đó không có tri túc ở trong, ở trong cái vật dụng thức ăn của mình. Vị tỳ kheo đi khất thực là chỉ nhận vừa đủ cho mình thọ dụng trong buổi sáng đó thôi, chứ không có thọ dụng nhiều dầu cho người ta cúng dường nhiều cũng đậy nắp bát lại, ngăn không có cho, không có cho đầy, không có cho vung tràn lên, gọi là tri túc ở trong lợi lộc, trong cái sự lợi đắc có được bao nhiêu thì tri túc bao nhiêu. Thứ hai nữa gọi là yatha palas santosa, tức là tri túc vừa theo sức của mình, tri túc vừa theo sức của mình. Chúng ta nghe cái câu chuyện ngủ, câu chuyện cổ tích xưa kia mà ăn khế trả vàng đó, có hai anh em nhà nọ, ông anh thì ông tham lam, ông lấy hết ruộng đất, ông nói rằng ông lợn trai lớn cho nên phải giữ phần hương quả cho em út có mảnh đất eo ột với một cái ngôi nhà tranh, và bên ngôi nhà đó có một cây khế, tới cái mùa nó ra quả chín thì con chim phượng hoàng nó đến ăn. Chừng nghe em út ra than thở, nói rằng tôi sống nhờ có cây khế này bán đồ vật qua ngày, bây giờ nếu mà chim ăn hết vậy rồi tôi sống. Thì chim phượng hoàng mới nói là ăn một trái khế trả ngàn vàng, mai túi bay gan đem đi mà đựng. Bởi vì con phượng hoàng đó nó độ đoán là cái túi bay gan tay chứa đầy vàng trong đó với cái thân của anh chàng đó đó là đủ sức để nó tải đi, chạy nó bay ra ngoài hải đảo khơi và nó bay trở về được. Người em thì thật thà, thôi vậy cũng tốt rồi, cho nên mai cuối túi ba gan, đủ ba gan thôi đem đi ra ngoài hốt vàng đem về, nhờ vậy mà giàu có. Cái người anh thấy người em tự nhiên trở nên giàu có, rồi lòng tham nổi lên thì qua mới hỏi, thì cái người em mới thú thật là nhờ cái khế chim phượng hoàng ăn một trái khế trả ngàn vàng, nó kêu mai túi ba gan đem đi mà đựng. Người anh về bàn với bà vợ, mai túi chín gan, mai túi chín gan, và đổi người em hết tất cả nhà cửa, chỉ lấy cái mảnh đất với cái cây khế đó thôi. Đến khi mà cái chim phượng hoàng đó đến ăn đó, nó cũng nói vậy, buổi mai túi chín gan đi ra đó để đầy. Bởi vì biết là khi mà nó trở về nặng quá giữa đường nó trao cánh thì người anh và cái túi vàng cũng rơi xuống biển hết. Câu chuyện tục cổ tích nhưng mà cũng là một bài học để khiến, để giúp cho chúng ta hiểu được rằng là đời sống chúng ta phải tri túc nó vừa chừng, nó vừa chừng. Khi mà chúng ta ở trong một cái căn nhà cấp 4 mà ở trong đó chúng ta có tiền bạc dồi dào hay là vàng bạc dư giả quá thì coi chừng ăn cướp nó sẽ đến, nó thăm mình đó. Cho nên chúng ta phải tùy theo cái sức của mình, chúng ta có khả năng đến đâu thì chúng ta thọ dụng đến đó. Hoặc là chúng ta hiểu như thế này, cái sức mình ăn một ngày hai chén cơm thì chúng ta chỉ ăn hai chén thôi, chúng ta đừng có ăn quá no thì làm như vậy là chúng ta sẽ khổ. Cái đó là tùy theo sức. Và cái thứ ba nữa là yatha sapaya santosa, là vị tỳ kheo phải tri túc với những gì nó thích hợp. Cái đời sống của vị sa môn, của vị xuất gia đó thì có những cái nó thích hợp và có những điều dầu cho người ta cúng dường đi nữa mà chúng ta thấy không thích hợp thì chúng ta từ chối, không có nhận. Thì trong trường hợp đó
Cái tri túc thứ ba là khó nhất thưa quý vị. Một vị phải hiểu biết pháp luật, phải hiểu biết giới luật mới tri túc thứ ba được. Còn mà không biết á, thì thọ dụng lung tung hết. Thì như vậy đầy ắp tối ngày chúng ta có cái kho, vị tỳ kheo có cái kho để mà dự trữ tất cả những vật dụng người ta cúng dường để đầy ắp lỏng ở đó. Nó bận tâm chi phối để gìn giữ, hay là mình bận tâm mình không có việc mà tu học được thì như vậy nó sẽ trở ngại. Người Phật tử chúng ta cũng phải biết rằng là đời sống mình phải cần có tiền bạc, cần có tài sản. Nhưng mà tiền bạc tài sản đó nó có phát sanh vừa đủ để mà cung phụng trong đời sống của mình, đừng có quá nô lệ cho cái cuộc sống. Vì cái đời sống này thưa quý vị, chúng ta có cái thân này để làm gì? Đức Phật đã dạy rằng Yatha Bhupha Rasimha, cái gì ra mà là cụ đề bà hù e quang chê tê nó bắt chê nó các tập bằng của xà lăng bà hù. Nhờ cái thân sanh tử này mà nên làm nhiều thiện sự, chứ không phải là chúng ta có cái thân đây để chúng ta hưởng thụ, chúng ta thọ dụng quá nhiều. Chúng ta phải biết là nhờ cái thân này để làm nhiều cái việc lợi ích khác cho đời này và cho đời sau. Cho nên chúng ta luôn luôn chúng ta sống tri túc để dành cái thời gian mà chúng ta làm phước báo. Và sư cũng nhắc để cho các Phật tử chúng ta lưu ý, vì trong cái thời điểm hiện tại đó, người cư sĩ chúng ta gặp cái hoàn cảnh kinh tế khó khăn, suy sụp, làm ăn khó khăn lắm. Hồi trước mình thu nhập được 10 phần, bây giờ gặp cái kinh tế khó khăn thế này, chúng ta buôn bán lỗ lã hay là những cái công ty chúng ta không có hoạt động được, thì chúng ta thu nhập cỡ khoảng chừng 5-6 phần thôi. Nếu mà bây giờ chúng ta không có tri túc đó thì tự nhiên chúng ta thấy khổ. Chúng ta nghĩ hồi trước mình thu nhập nhiều mà bây giờ thu nhập ít quá cho nên mình khổ, khổ tâm. Thế là cái sự khổ tâm đó làm cho chúng ta suy sụp tinh thần, không còn cái khả năng mà thu nhập nữa. Thế thì bây giờ người Phật tử chúng ta giờ tri túc, hồi trước nó nhiều mình sống theo cái nhiều, bây giờ thu nhập ít mình sống theo ít, cái nào cũng vừa phải, lúc nào mình cũng hoan hỷ, cũng vui vẻ. Thì như vậy là người Phật tử chúng ta luôn luôn sống được an lạc, bởi vì luôn luôn chúng ta cảm thấy mình giàu có. Cho nên cái câu mà Đức Phật dạy rằng santuti parama paramang khanang, tri túc là giàu có nhất, là như vậy. Cái điều thứ ba nữa gọi là wisasat paramanyati, thân tình là quyến thuộc tốt nhất. Sư với quý vị không có quen nhau, không phải là bà con. Quý vị với chư tăng không phải là bà con, mà các Phật tử chúng ta đây với nhau, Phật tử ở thành phố Hồ Chí Minh, Phật tử Biên Hòa và Phật tử ở Quy Nhơn, không phải là bà con quyến thuộc gì cả. Nhưng mà tại sao ra đây chúng ta thấy giống như là chúng ta về quê của mình vậy, gặp bà con. Nội cái ngày hôm qua mà chưa tăng xuống xe, nếu mà không có cái sự thân thiện á thì sư xuống xe sẽ cô đơn một mình, bị lạ bước là cái đi đến vậy. Nhưng mà sư xuống đây sư có cảm giác như xin về quê nhà gặp bà con vậy đó. Các Phật tử chúng ta ra đứng đón đầy sân bay hết. Vậy tự nhiên cái sư cảm thấy quý vị như quý thuộc cái sư vậy. Đức Vua Vasenadi vì muốn trở thành quý thuộc của Đức Phật, cho nên Vua Vasenadi mới
gửi sứ giả qua Kapila Quách Thú, Ca Tỳ La Vệ để xin được cưới một cái cô công chúa dòng Thích Ca, bị Đức Phật này cũng là dòng Thích Ca, cho nên ông vua ông cưới được cái một cái cô gái Khatiya Sakya Putiyo Puti, tức là con gái của vị dòng Thích Ca. Ông vua ông hoan hỷ quá, ông đi đến Bạch Thế Tôn: con rất là hoan hỷ vì từ nay con là quý thuộc của ngài, vì con đã cưới được một cái cô công chúa thuộc dòng Thích Ca, dòng họ ngài. Đức Phật ngài mới nói rằng: Vissasa Pramanyati, nếu mà đại vương mà có cái sự thân thiện với chư tỳ kheo, thân thiện với Như Lai thì vậy đã là quý thuộc rồi, đâu có cần gì phải đi kiếm mà đi cưới cái người ở trong cái dòng họ đó để mà làm thông gia, kết thông gia nhau là quý thuộc đâu. Ở trong chú giải nói cái câu này: dù là cha mẹ ruột nhưng mà không thương mình, không bằng cái người ở lối xóm mà họ thương mình. Người lối xóm mà họ sống láng giềng bên cạnh mà họ thương yêu mình, rồi họ gặp nhau niềm nở chào hỏi, mời ăn mời uống vân vân, quanh năm suốt tháng sống gần cái người dân như vậy đó, nhưng mà nó thân như là quý thuộc vậy đó. Còn mà cha mẹ hay anh chị em ruột ở trong nhà nhưng mà đố kỵ với nhau, anh chị em với nhau một năm không đến thăm viếng với nhau một lần nữa, mặc dù mang tiếng là anh em chị em họ hàng, nhưng mà không có thân thiện với nhau thì chúng ta nên biết cái đó không phải là bà con, không phải là nha ti, không phải là quý thuộc. Cho nên đối với Đức Phật sống thân tình với nhau là quý thuộc của nhau rồi. Nhiều khi hai anh em bạn á, nhưng mà hai anh em bạn thân nhau còn hơn hai anh em ruột đó. Hai chị em bạn mà thân nhau còn hơn là hai chị em ruột nữa, là tại sao vậy? Bởi vì họ có cái sự thân mật, có sự thân tình với nhau. Cho nên chúng ta đối xử với nhau bằng cái sự thân tình đó, thì tất cả mọi người đều là quý thuộc của mình. Cho nên theo trong Phật giáo đó, thì chúng ta không cần phải câu nệ cái vấn đề họ hàng bên nội bên ngoại, cậu cô dì chú bác, hay là em bà con bên nội, em bà con bên ngoại, em cô cậu, hay là em bằng gì, chị em bằng gì, anh em bằng gì, khỏi cần. Chúng ta chỉ là tình thân với nhau được. Xin nói thật quý vị là xin chỉ còn có tình thân ở bên bà con ở bên ngoại thôi. Còn tình thân ở bên nội đó, vì cái tư tưởng, cái quan điểm khác xa cho nên ở bên nội không có thân thiết. Nhưng mà người nào đó mà đi chùa có cái sự kính trọng Phật Pháp Tăng thì những người đó đã là bà con, bây giờ trở thành thân quyến đậm đà hơn. Còn những người Phật tử xa lạ không phải là bà con, nhưng mà những người đó đã quy Tam Bảo, đã gắn bó làm cận sự nam cận sự nữ trong Phật giáo lâu ngày, thì bây giờ đối với họ thì cuộc đời của sư họ như là bà con vậy đó. Bởi vì trong suốt thời gian mà gần 50 năm mà sư xuất gia tu tập, nghĩa là sư rời khỏi bà con quý thuộc năm sư 14 tuổi, 14 năm, trong 14 năm đâu có thân thiện với bà con đâu. Cho nên trong suốt gần 50 năm đó thì nam tính nữ đều là bà con quý thuộc sư, là tại vì họ quá thân thiện, họ quá thân thiện. Thì như vậy đó, ở đây chúng ta cần phải hiểu cái câu mà Đức Phật nói rằng Vissasa Pramanyati là như vậy. Bây giờ chúng ta muốn có cái sự thân thiện với nhau thì chúng ta chú ý điểm này. Cái sự thân thiện trong Phật giáo đó, chúng ta nên tránh những điều
dân ăn nhậu với ăn nhậu nó thân thiện với nhau, nhưng mà thân thiện đó là không tốt. Cờ bạc, dân cờ bạc với cờ bạc, đá gà với đá gà thì thân thiện với nhau, nhưng mà đó không phải tốt. Chúng ta chứ đừng có nói là thân thiện là bà con là tốt. Tùy. Cái thân thiện trong Phật giáo là như thế này: đối xử với nhau với cái tâm rộng rãi, nghĩa là hễ người ta có cái lòng thơm lòng thảo người ta cho mình ăn á, người ta mời mình đi điểm tâm uống cà phê ăn sáng một lần, thì qua những ngày sau tới phiên mình cũng phải đãi bạn bè cho họ đi ăn điểm tâm uống cà phê vậy đó. Nghĩa là gọi là cha gác, tức là phải có cái tâm xá tài. Cái thứ hai đó là ái ngữ bi giao ba cha. Chúng ta thân thiện với nhau, thân tình với nhau ở chỗ cái lời nói, cái ngôn ngữ. Khi mà chúng ta gặp nhau đó, đừng có làm cái mặt chù ụ với nhau, nói chuyện với nhau đừng có như chim ụt chim cú, mà chúng ta phải là nói chuyện cái lời ngọt ngào. Ngọt ngào ở đây là xuất phát từ cái tấm lòng tốt của mình. Ra đường, ra ngõ, mới vừa mở cửa cổng gặp bà, chào anh hai, chào chị ba, khỏe không, hỏi nhiêu thôi cũng được rồi. Cho nên chúng ta lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Chứ chúng ta đừng có mà gặp mặt nhau chỉ có quen biết thì mới chào hỏi, còn không quen biết thì không có chào hỏi. Ngắm nên nhiều khi đó thưa quý vị, đi ra đường người lạc quắc là quơ thôi, nhưng mà họ gần đầu chào thì cũng mỉm cười mà xin chào lại. Chứ mà đừng nghĩ người lạ quắc tự nhiên họ gặp mình, họ gật đầu chào cái mình chim biển bỏ đi đó, thì nó không có cái sự thân thiện. Chúng ta phải biết cách. Cái đó là cái hay mà người Phật tử chúng ta phải học, là bố thí ái ngữ, lợi hành Attacharya. Người Phật tử chúng ta sống là chúng ta phải biết làm lợi ích cho người khác. Tôn giả Anuruddha, Kimila và Nandiya, ba vị sống chung nhau tại khu rừng Gosiga. Một lần Đức Thế Tôn ngài đi đến tại khu rừng đó, ba vị ra tiếp kiến ngài. Ngài hỏi: này các tỳ kheo, các ngươi sống với nhau có sự an vui không? Bà Thế Tôn: của chúng con sống rất có an vui. Hỏi: các ngươi có hòa hợp nhau không? Nói: giờ con hòa hợp. Hỏi: các ngươi sống hòa hợp nhau bằng cách nào? Bà Đức Thế Tôn: chúng con có cái trách nhiệm lẫn nhau, có tinh thần trách nhiệm với nhau, không có nạnh hẹ. Ai mà đi khất thực về sớm thì dọn dẹp cái chỗ ngồi ăn ở trong cái trại đường, trải toàn cụ cho mọi người, cho các tỳ kheo khác. Rồi những vị tỳ kheo đi về ăn sau đó, đứng dậy sau là dọn dẹp các cái toàn cụ đó, cất lại, quét dọn chỗ đó cho sạch sẽ. Nếu sống như vậy thì tự hỏi làm sao mà không có thân tình với nhau được. Chúng ta phải có lẽ chúng ta đừng bao giờ trong cuộc sống này, chúng ta đừng bao giờ sống kiểu này là thất bại. Chúng ta có cái bệnh là chúng ta nghĩ là mọi người đã làm gì cho tôi mà tôi phải thân thiết. Đừng nghĩ vậy. Mà luôn luôn chúng ta phải nghĩ rằng ta đã làm gì lợi ích cho mọi người. Phải nghĩ rằng ta làm lợi ích gì cho mọi người, chứ chúng ta đừng nghĩ rằng mọi người làm lợi ích cho mình. Thì đương nhiên mình vì mọi người thì mọi người sẽ vì mình. Chúng ta phải sống vậy. Cho nên cái Attacharya, tức là lợi hành đó, hay lắm thưa quý vị. Thí dụ như là một vị trụ trì ở trong chùa, đừng nghĩ rằng là ở trong chùa các vị sư khác thì ở trong liên cốc chỗ đó tóc ai hư thì người đó sẽ sửa chữa.
còn chỉ lo cái liều cốc của mình, cái phòng ốc của mình cho ngon lành thôi. Cái đó là vì không còn cái sự thân tình nhau nữa. Là mình phải suy nghĩ là mình sống chung với nhau thì phải giúp đỡ với nhau. Với hơn nữa mình phải có cái trách nhiệm. Cái chỗ này hư, chỗ này dột, cái chỗ này ống nước nó bị rò rỉ thì mình phải sửa chữa thôi. Đừng có nạnh hẹ người này người kia. Chúng ta sống trong xóm làng vậy, hãy bà con cô bác với nhau. Người ta thường nói cái câu mà bà con xa không bằng láng giềng gần. Hễ chúng ta sống gần nhau, láng giềng nhau thì chúng ta phải giúp đỡ nhau. Cái người Việt của mình, cái văn hóa ngày xưa nó đẹp lắm thưa quý vị. Tình làng nghĩa xóm nó đẹp lắm. Nhưng mà tại vì cái thời buổi bây giờ nó nhiễu nhương, đạo đức con người bị suy thoái. Cho nên riêng rồi con người sống không còn cái tình làng nghĩa xóm nữa. Nhiều khi nhà bên cạnh bị bệnh nó chết nằm ở đó ba bữa cũng chưa hay. Chừng nào nghe thúi quá mới bắt đầu gọi công an đến và mới phát hiện ra là người đó đã chết. Chứ còn ngày xưa không có đâu. Ngày xưa hồi xưa còn nhỏ ở dưới quê đó, sẽ nhớ nhà ông ngoại xưa từ đầu làng đến xóm, hễ một nhà mà có cái người mà hữu sự bị bệnh là người ta đốt đuốc, người ta đi đến, người ta sẽ tìm cách người ta đưa đi thầy thuốc, người ta giúp đỡ nhau vậy. Một cái nhà lá của mỗi người mà bị hư, cả xóm họ tập hợp lại, không phải đi làm công đâu, tập hợp lại để mà xúm nhau dựng lại cái ngôi nhà cho người đó. Sống tình làng nghĩa xóm vậy, lợi hành. Vậy nó mới có cái sự thân thiện với nhau, mới có cái sự thân tình với nhau được. Cho nên người Phật tử chúng ta bây giờ thế này, ở bên ngoài người ta không còn tình làng nghĩa xóm, thôi bây giờ chúng ta tình đồng đạo đi. Chúng ta gặp nhau, chúng ta nghĩ rằng người này cũng là Phật tử, đệ tử của Đức Phật Pháp Tăng, của Phật Pháp Tăng, mình cũng là đệ tử Phật Pháp Tăng, như vậy là mình cũng là bạn đồng đạo với nhau rồi, đồng phạm hạnh nhau. Cho nên mình giúp nhau, mình xem nhau như là người thân là được. Bởi ta sẽ gì, chúng ta cứ suy nghĩ như vậy, chúng ta xem mọi người là người thân của mình được. Bây giờ nếu như có một mình tu tập thì nó đơn độc cô lẻ quá, buồn quá. Mà bây giờ có nhiều người tu tập thì mình nên có cái sự quan hệ. Xin đi hoàn pháp, nếu sự hoàn pháp ở trong năm không đó mà ra tới ngoài này không có Phật tử ở địa phương này thì tự nhiên sẽ cảm thấy nó cô lạnh. Còn hãy ra bên này mà có Phật tử ở Quy Nhơn, Bình Định, ở Phú Yên, cũng là những người Phật tử có niềm tin nơi Tam Bảo Ngoan Đạo, thì khi mà sư đi vô cổng thuyết pháp, ra ngoài này thuyết pháp, sư cảm thấy là ấm cúng vô cùng, giống như sư gặp lại bà con. Cho nên cái quý sa sa paramanyati, cái sự thân thiện, thân tình với nhau, sống thân thiện với nhau là bà con tối thượng, là quyến thuộc tối thượng, là như vậy. Những cái này các Phật tử chúng ta phải nhớ. Vì trong cuộc sống của chúng ta, thưa quý vị, cuộc đời này là một cái quán trọ. Chúng ta từ ở một cảnh giới khác, chúng ta tái sanh lại đây, chúng ta chỉ đi đến có một mình. Rồi sau khi mà chúng ta chết, chúng ta tái sanh ở cảnh giới khác, cũng đi có một mình thôi. Xin gọi đây là cái quán trọ cuộc đời. Thì cái quán trọ cuộc đời này, khi mà chúng ta đến đây đó, thì thưa quý vị, chúng ta mà tái sanh ở trong cái gia đình nào thì chúng ta hãy chọn cái người cha người mẹ sanh ra mình đó, hay là chọn cái người anh người em mà sanh ra cùng một cha mẹ là anh em. Nhưng mà chúng ta phải nhớ cái quán trọ cuộc đời, chúng ta chỉ nên lấy cái tình thân đối xử với nhau. Hãy mọi người đối xử nhau bằng tình thân thì tất cả mọi người đều là quyến thuộc. Mà nói như vậy không có nghĩa là chúng ta hơi quá đáng. Tại sao vậy? Đức Phật dạy rằng này chư tỳ kheo, vô thủy luân hồi, ở quá khứ xa xưa không ai không
không có chúng sanh nào không từng là cha là mẹ của mình, không không ai không từng là bà con quyến thuộc của mình. Cho nên chúng ta có cái sự thân thiện với nhau cũng phải, cái đó cũng phải thôi. Vì thế người Phật tử chúng ta phải học cái cách này, nhớ là chúng ta đối xử với nhau để cho có sự thân tình đó. Một là chúng ta có cái tâm rộng rãi, phóng khoáng, xả tài. Chúng ta đừng có ki bo. Thứ hai là chúng ta ái ngữ, là chúng ta có cái lời nói ngọt dịu với nhau, thân thiện với nhau, cái lời nói hài hòa, thông cảm đến tâm. Thứ ba nữa là chúng ta có lợi hành. Và thứ tư nữa là cái gì gọi là samanatta, tức là bình đẳng. Chúng ta đối xử nhau bình đẳng mới có thân thiện nhau được. Bây giờ chúng ta gặp nhau, chúng ta so sánh người này giàu hơn người này, mình giàu hơn người kia, cho nên không thèm làm bạn, không thèm chào hỏi, cái đó thất bại rồi. Ai có thiện tâm, mình cũng có thiện tâm, thì như vậy là đồng đẳng với nhau, mình nên đối xử bình đẳng. Người ta sở dĩ mà người ta mất đi cái tình thân á, là tại vì con người họ hay kỳ thị với nhau về giai cấp, về tài sản, kỳ thị về tài sản. Bây giờ ít có tình trạng mô năng hộ đối, chứ còn ngày xưa là thứ vị là ghê lắm. Còn ở bên phương Tây đó thì họ kỳ thị với nhau về về cái giai cấp thượng lưu hay là hạ lưu. Giới thượng lưu thì chơi giới thượng lưu, giới hạ lưu thì chơi giới hạ lưu, trung lưu thì trung lưu với nhau. Chúng ta phân biệt làm gì? Trong khi đó đó thì chúng ta tu tâm từ, có nghĩa là chúng ta có lòng thiện cả mát mẻ hết với tất cả vô lượng chúng sinh, tâm bi cũng vậy, là chúng ta phải có cái tâm bi vô lượng với tất cả chúng sinh, chứ không phải là chỉ có một số người, chúng ta không có giới hạn. Bây giờ đến cái điều thứ tư đó, là một điều rất là quan trọng. Dipanna paramang sukhang, niết bàn là sự an lạc nhất, niết bàn là cực lạc, niết bàn là tối thượng. Tại sao vậy? Cái này khó nhất mà cũng khó nhận ra nhất. Vì một số Phật tử chúng ta chưa có hiểu được cái trạng thái khổ của luân hồi. Chúng ta chỉ hiểu mang máng là như thế này: cuộc đời đau khổ, nghèo thì khổ, bệnh là khổ, thương phải xa là khổ, ghét phải lần thời là khổ. Muốn mà bất toại nguyện, muốn cái gì mà không được toại nguyện là khổ. Chúng ta chỉ biết cái khổ chừng đó thôi. Do vậy khi mà chúng ta giàu có tiền của rúng rính ở trong túi thì chúng ta lại quên thế gian là khổ. Chúng ta nhìn trong gương thấy nét mặt của mình đẹp, trẻ, chúng ta quên cái sự khổ. Rồi chúng ta có quyền thế, chúng ta quên cái sự khổ. Chúng ta hay quên cái sự khổ lắm. Cho nên chúng ta chỉ nghĩ rằng khổ là khi nào mà bị nghèo, thiếu thốn vật chất, hay là bị thất bại tình trường, thì cái đó mới khổ thôi. Thì cái đó chúng ta không thấy niết bàn được. Người mà muốn thấy rõ niết bàn đó, an lạc, thì người này phải chịu khó suy nghĩ nè. Thế gian này tất cả đều phải bị hủy hoại, bị hủy diệt do cái định luật vô thường, gọi là Upanishadi Lokavatu. Đời là vô thường, không có gì tồn tại. Khi chúng ta nhận thức được cái chỗ đó đó, thì chúng ta thấy cái hạnh phúc thế gian chỉ là giả tạm. Bởi vì cái hạnh phúc thế gian nó là tiền đề của sự đau khổ.
sau cái hạnh phúc đó nó có sự đau khổ. Thí dụ như ngày trước mà chúng năm rồi chúng ta làm ăn dễ dàng khấm khá, có tiền bạc thì chúng ta cảm thấy là vui, cảm thấy hoan hỷ. Nhưng mà bắt đầu qua cái dịch Covid, cái tự nhiên cái kinh tế toàn cầu nó suy sụp ảnh hưởng tới mình làm ăn khó khăn, cái tự nhiên bây giờ mình khổ. Như vậy là cái trạng thái hạnh phúc mà do tài sản thì rồi là nó không có bền, nó không có bền. Rồi lại nữa, thí dụ như hồi 3-4 năm về trước á, mình khỏe, trẻ, đẹp. Nhưng mà bây giờ 3-4 năm về sau này hay 5 năm về sau này đó, thì tự nhiên mình già, mình yếu đi, mình xấu đi, mắt mờ, tóc bạc, vân vân. Thì trong trường hợp đó là chúng ta khổ. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng cái thọ lạc của thế gian đó, của pháp như thế, cái thọ lạc đó vẫn còn nằm ở trong tình trạng gọi là bị vô thường chi phối. Và do đó cho nên nó không có bền. Trong khi đó đó là chúng ta muốn chấm dứt cái tình trạng khổ đau cứ tái diễn. Thế bệnh uống thuốc, bệnh là khổ, uống thuốc cái vừa hết bệnh cái chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Nhưng mà hạnh phúc chừng vài tháng vài năm thôi là bắt đầu bệnh nó khó nữa, thì chúng ta uống thuốc tiếp. Thì về cứ khổ rồi vui, vui rồi khổ, khổ vui, cứ liên tục quý vị. Thì giờ cái khổ, cái vui tuyệt đối, cái vui mà không có bị đảo lộn đó, không có bị trái đó, cái vui đó là vui niết bàn. Niết bàn là gì? Niết bàn không phải là cõi. Đừng có nghĩ rằng là chúng ta đã không muốn sanh về cõi Tây Phương, không có cõi Tây Phương cực lạc đâu. Không muốn sanh về đó thì bây giờ chúng ta nói sanh về cõi niết bàn cũng là trật lất. Niết bàn phải là cõi. Cái đống lửa này nó nóng, mình ngồi gần nó nóng á. Bây giờ mình muốn cho hết nóng đó thì phải làm cho ngọn lửa nó tắt. Niết bàn giống như lửa tắt vậy đó. Khổ là do có thân của quẩn này, nó bị vô thường khổ đau vô ngã chi phối. Mà bây giờ chúng ta tu tập cho đến mức nào mà không còn tái sanh nữa, không còn cái sự hiện hữu thân của quẩn nữa, thì lúc đó là chúng ta mới thật sự an lạc. Cho nên cái sự hạnh phúc hay là cái sự an lạc của niết bàn, chúng ta phải hiểu không phải là sukha vedana, không phải là thọ lạc, mà cái sự an lạc của niết bàn là nibbukho sukhang, tức là vì không còn khổ cho nên không còn khổ cho nên gọi sự an lạc. Cũng như bây giờ một người mà họ gãi đã ngứa đó, họ nói đã quá, đang bị ngứa gì, đang ngứa sau lưng mà lấy cây mà thọt thọt ngay trúng cái chỗ ngứa thì nó đã ngứa lắm, người ta cho rằng cái đó là an lạc. Nhưng mà hễ khi nào không còn gãi nữa thì lúc bây giờ ngứa tiếp, cứ đã ngứa rồi ngứa rồi đã ngứa rồi ngứa cứ vậy, cho nên khổ dài dẳng. Cái hạnh phúc thế gian giống y chang như là cái hạnh phúc của cái người gãi đã ngứa vậy đó. Còn hạnh phúc của niết bàn là cái gì? Có một người họ thấy cái sự giả tạo của cái hạnh phúc đã ngứa, cho nên bây giờ họ muốn hạnh phúc bằng cách là uống thuốc trị cho hết bệnh ngứa đi. Mà uống thuốc trị hết bệnh ngứa có nghĩa là không còn cái trạng thái đã ngứa. Mà khi không còn cái trạng thái đã ngứa thì thưa quý vị, cái đó mới thật là hạnh phúc thật sự. Có người hỏi tôn giả Sariputta: thưa tôn giả, có hạnh phúc nào không còn cảm thọ? Thì hỏi cách đối này, thì ngài Sariputta ngài nói chính vì hạnh phúc không có cảm thọ mới là chân hạnh phúc. Nếu mà hạnh phúc mà cảm thọ hạnh phúc thì không phải là chân hạnh phúc. Cái sự an lạc không phải do ngứa, không phải do đã ngứa, thì cái sự an lạc an vui đó mới thật sự là cái sự an vui tốt. Còn cái sự
an lạc, cái cảm giác sung sướng. Nhờ cái sự đã ngứa thì cái đó nó không hay đâu thưa quý vị, không hay đâu. Cho nên đó, người Phật tử chúng ta cố gắng làm sao đó, dầu cho ở thế gian này có tài sản chư thiên dipaso sampati, nhưng mà chúng ta nhớ cái tài sản chư thiên đó được sanh làm chư thiên, tuổi thọ chư thiên, hay là dung sắc chư thiên, hoặc là cái thân tướng chư thiên, hoặc là thiên sắc thiên tinh thiên hương thiên vị thiên xúc, giàu giàu, nhưng mà cái này nó cũng bị vô thường hữu não. Dầu chúng ta tạo phước để sanh làm chư thiên thiệt, nhưng mà chúng ta đừng có quá mơ ước sanh về cõi chư thiên, khổ lắm. Còn cái tài sản nhân loại cũng vậy, mặc dầu chúng sanh ra ở nhân loại chúng ta có phước á, chúng ta được cha mẹ thương yêu, cha mẹ tốt, vợ chồng tốt với nhau, được bạn bè tốt với nhau, được bà con huyết thuộc tốt với nhau, do chúng ta có phước. Chúng ta được cái thân khỏe mạnh xinh đẹp, chúng ta được cái tài sản dồi dào, nhưng mà tất cả những cái hạnh phúc luân hồi đó, tất cả nó đều là vô thường, khổ và vô ngã, chứ chúng ta không có giữ nó tồn tại được đâu. Thế cho nên chúng ta làm phước gì, quý vị nhớ nguyện cái câu đầu tiên đó, y đăng mê pu nhân nếp bà nát sa ba dê vô hô tú, nguyện do cái phước báo này làm duyên đến nếp bàn. Quý vị nhớ câu đó đi, rồi sau đó đó quý vị mới chợt nhớ lại, từ đây cho đến khi mà mình đắc đạo quả A-la-hán là nếp bàn còn lâu lắm, còn luân hồi qua nhiều kiếp, chúng ta mới phát nguyện tiếp. Do cái thiện phước, do thiện nghiệp đã làm, nguyện nếu còn sanh tử luân hồi, xin cho được tài sản, thành tựu tài sản chư thiên, tài sản nhân loại như ý muốn. Nhưng mà cuối cùng thì đạt được cái tài sản thánh nhân, tức là cái sự giải thoát. Quý vị nhớ vậy. Cho nên người Phật tử chúng ta phải biết khôn ngoan. Cái khôn ngoan của chúng ta không phải là chúng ta khôn ngoan để mà chúng ta chèn ép người khác hay là thắng hơn người khác, mà cái khôn ngoan của chúng ta là biết cách làm thế nào để mà trong đời sống của mình hiện tại được an lạc, trong tương lai được an lạc, và cuối cùng là mình được an lạc giải thoát. Chúng ta phải hiểu như thế nào là lợi đắc cao quý nhất, chúng ta phải biết đó là cái sự vô bệnh, là không bệnh tật. Chúng ta phải hiểu biết như thế nào là cái đời sống giàu có nhất, đó là cái sự tri túc. Chúng ta phải hiểu biết như thế nào là quyến thuộc thân thiện nhất, tức là chúng ta có thâm tình với nhau, thân mật với nhau. Và chúng ta phải hiểu biết cái gì là hạnh phúc nhất, đó là niết bàn. Chúng ta nhớ vậy. Đó là nội dung tờ pháp hôm nay mà sư xin gửi đến quý vị. Bây giờ thì cũng vừa phải với thời gian, chị pháp xin dứt lời ở đây. Sư chi phước này đến tất cả chúng sanh, nhất là chư thiên hộ pháp, xin các ngài tùy hỷ và hộ trì cho chánh pháp được tồn tại lâu dài. Sư cũng xin chi phước này đến tất cả chư thiện nam tín nữ trong lễ hội hôm nay, và tất cả tu nữ được sự an vui, tùy hỷ phước báo, và nhất là có cái trí tuệ sáng suốt học hiểu Phật pháp, để chúng ta tu tập đem lại sự an vui cho mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thú, sa thú.